Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái chuyên mục rất là hay, đó là cái việc vệ sinh máy ảnh. Như mình đã có video hướng dẫn các bạn bảo quản máy ảnh ở đây, nhưng còn một việc là rất ít bạn là đã về và chăm chút cho cái máy ảnh của mình, vệ sinh cho cái máy ảnh của mình. Thì hôm nay chúng ta đến với chuyên mục vệ sinh máy ảnh nhé. Ok, let's go. Vậy thì để vệ sinh máy ảnh thì cũng giống như chúng ta cần khi đi tắm thì cần có nước này, cần có dầu gội đầu này, cần có sữa tắm này, cần có các dụng cụ. Thì khi bạn vệ sinh một chiếc máy ảnh thì các bạn sẽ cần phải có những dụng cụ như vậy. Thì để vệ sinh một chiếc máy ảnh thì thứ nhất là bao nhiêu lâu chúng ta vệ sinh một lần, và thứ hai là khi vệ sinh thì chúng ta vệ sinh như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta đến với dụng cụ để vệ sinh máy ảnh nhé. Đầu tiên, điều tiên quyết chắc chắn anh em phải có đó chính là chiếc bóng thổi này, bóp sướng các bạn, cao su. Thì chắc chắn anh em phải có bóng thổi nhá, để bóp cho nó sướng tay. Và đặc biệt là đây là một dụng cụ mà tiên quyết mỗi anh em chơi với máy ảnh thì nên phải có nhá. Không có bộ vệ sinh thì phải có bóng thổi này nhá. Đó, bóng thổi này. Ở bên mình đang có phân phối một cái bộ vệ sinh tổng, thì nó sẽ bao gồm một chiếc bóng thổi, một lọ nước lau len, một vài cái tăm bông để sử dụng. Nhưng mình khuyên luôn là các bạn khi mua cả mua bộ này phải không được sử dụng một cái tăm bông nhá, rất dễ xước ống kính nhá. Một cái bút lau len và một ít cái khăn giấy và bông có thể dùng để lau. Thì đây là một bộ vệ sinh chuẩn khá là tiện cho các bạn, giá chỉ có khoảng tầm 100.000, đang giảm khoảng 80.000 các bạn ạ. Thì bạn đã có bao gồm bóng thổi này, lọ nước lau len này, bút lau len và khăn. Đây là những dụng cụ rất là ngon và gọn trong đây. Còn như bên mình thì bọn mình lau một số lượng len lớn hơn thì bọn mình cần chuẩn bị những cái đồ nó chuyên nghiệp hơn và nhiều thứ phức tạp hơn. Thì đầu tiên là tiên quyết bóng thổi này, mình cũng có một chiếc bút lau len này. Cái đầu này thì mình ít dùng, anh em thì hay dùng, anh em cơ bản thì hay dùng, còn bọn mình thì dùng những thứ khác để lau. Đầu tiên là bút này, một gói bông. Bọn mình thì hay sử dụng bông y tế, nhưng mà tốt nhất là các bạn có thể tìm được bông kim tuyến, hoặc bạn sử dụng chính cái khăn ở trong túi vệ sinh vừa rồi thì nó sẽ tốt hơn nhá. Và bọn mình có sử dụng cồn nữa, cồn các bạn nhá. Còn để vệ sinh bên ngoài máy ảnh ở những cái phần mà ví dụ như là những cái phần vỏ máy ảnh này, vỏ kính các thứ, thì bọn mình hay sử dụng đó chính là một chiếc bàn chải lông dài và bàn chải lông ngắn sau khi đã cắt lông đi. Sau khi chúng ta có hai cái bàn chải rồi thì chúng ta cần thêm một cái nữa để vệ sinh bên ngoài máy, đó chính là một lọ nước rửa lau đa năng. Cái này rất là hay nhá, tí mình sẽ cho các bạn xem cái việc mình tắm cho một chiếc máy ảnh nó sẽ như thế nào. Ok, và chúng ta sẽ còn thêm một vài chiếc kẹp như thế này để chúng ta có thể bắt đầu lau ở trong những cái thấu kính sâu hơn, hoặc là lau ở trong máy ảnh. Nhưng cái này thì mình chỉ hướng dẫn thôi nhé. Các bạn nào khéo tay thì làm, các bạn nào không khéo tay thì hạn chế, bởi vì nó rất dễ bị hỏng ở trong máy ảnh. Nhưng tốt nhất là nếu mà để lau cảm biến, lau gương lật, lau các thứ, bạn có thể mang qua bên mình hoàn toàn hỗ trợ. Nếu các bạn ở bên ngoài không phải tháo máy, bọn mình lau hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhé. Nhớ, mình chỉ dạy hướng dẫn thôi, nhưng các bạn chú ý xem cái khả năng tay của mình ấy, nó có đủ điêu luyện hay không. Đây, mình sẽ cần có một vài cái như này. Ok, và mình cần có một cái, đây là cái hộp đựng filter, và mình sẽ dùng cái này để mình xịt cái nước đa năng này ra. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ vệ sinh bên ngoài của máy và len trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ xịt cái nước này ra. Đây, sau khi mình xịt được một ít nước ra đây rồi, đây là nước đa năng, thì mình sẽ sử dụng một cái bóng thổi, thổi qua bên ngoài đi, thổi qua bên ngoài cái len. Sau đó mình sẽ dùng chiếc bàn chải có lông ngắn nhé. Các bạn nhớ là phải lông ngắn này ở đâu ra, đó chính là cắt đi thôi, mình kéo cắt nó ngắn đi. Đó, các bạn chấm vào cái nước này, các bạn chấm vào cái nước đa năng này. Sau đó là các bạn sẽ đánh. Đây, các bạn sẽ đánh như này, đánh một cách rất là chậm rãi, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Các bạn sẽ không sợ cái nước này nó chui vào trong đâu ạ. Các bạn nhớ là đừng đánh vào nhiều cái khớp của nó quá, còn khi các bạn đánh như này nó sẽ ra một lớp bẩn cực kỳ bẩn luôn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng bông, bạn vê hai đầu này, sau đó quấn thật chặt vào, thật chặt như này. Mình không động cái đầu này nhé, cái đầu này nó sẽ có vân. Sau đó là lau cái phần mình vừa vệ sinh. Bạn nhớ là khi mình sử dụng bông thì có một cái nhược điểm là nó sẽ ra rất là nhiều cái bụi bông, nên tốt nhất là anh em có thể có mua được bông kim tuyến, hoặc là sử dụng có cái khăn á, khăn lau ở trong nó sẽ tốt hơn, hoặc là anh em sẽ mua một khăn mặt mới này nhé. Khăn mặt mới là rất là tốt, tiện.
đó, xong mình lại tiếp tục chấm nước và bắt đầu mình lại vệ sinh những phần khác. Đây, khi vệ sinh thì nó sẽ như này, nó sẽ ra những cái bẩn bạn ạ. Bởi vì mình hỏi thật các bạn một câu nhé, các bạn đi chụp ảnh đã bao giờ các bạn vệ sinh máy ảnh của mình chưa? Hay là các bạn đã đi chụp trong cái điều kiện rất là thời tiết khắc nghiệt, các bạn đã bao giờ về chăm chút lau rửa cho cái máy ảnh của mình chưa? Hay là cứ đi chụp về sợ quá xong là nhét vào tủ chống ẩm thôi? Thì đó, sau một thời gian rất là lâu, có thể là vài tháng, có thể là vài năm, thì những cái lớp bụi bẩn nó sẽ tích lại ở máy ảnh và ống kính của các bạn, thì dần dần nó sẽ rất là bẩn đấy. Anh em nhìn qua thì có vẻ là nó không bẩn lắm, nhưng mà thực ra lau xong ấy, tí mình sẽ cho anh em xem cái bông mình lau, nó cực kỳ bẩn luôn. Đây là mình đang hướng dẫn anh em lau vệ sinh bên ngoài trước nhé. Anh em cứ lau vệ sinh bên ngoài cho cái ống nó sạch sẽ, còn tí mình sẽ hướng dẫn sâu hơn. Đây các bạn có thể thấy, đây này, mình focus nó vào, bắt đầu có hiện tượng bẩn trên cái ống của mình, thì nó khá là mới, sẽ đỡ bẩn hơn. Và sau đây mình sẽ vệ sinh một cái máy nhé. Trên tay mình có một chiếc Canon 650D khá là cũ, mình sẽ xì thêm ít nước vào nha để vệ sinh nha. Rồi mình lại tiếp tục chấm cái bàn chải có lông ngắn vào, và mình sẽ bắt đầu đánh ở trên máy ảnh này. Bẩn nhất hầu hết là ở những cái phần mà da tay cầm này, mồ hôi tay của các bạn ra này, đủ các thứ ra, nước niếc nhớt nhục ra, anh em phải đánh sạch. Cái phần đầu tiên là sẽ phải đánh phần da này nhá. Đây mình sẽ đánh phần da cho anh em xem, nó sẽ lên bọt như thế này luôn này các anh em. Nên thỉnh thoảng các bạn thấy trên mạng ấy, có những cái mà video mà cái ống hay cái máy mà lên đầy bọt ấy, thực ra là không phải người ta cho đi giặt thật đâu, thực ra là họ cũng sẽ đánh như mình này thôi, và nó sẽ ra rất là nhiều cái bẩn. Đây mình bóc tạm cái tem đi. Đây các bạn có thể thấy, đó, nó ra rất là nhiều cái bẩn. Mình sẽ đánh kỹ cái phần tay này cho các bạn nhìn nhá. Phần này thường là phần bẩn nhất anh em ạ. Phần này thường là phần cực kỳ bẩn luôn. Ok, và sau khi đánh xong thì anh em phải lau ngay luôn nhé. Lau luôn thì nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt nhất. Đây các anh em thấy này, bông đen xì rồi. Để mình sẽ lau hết cái phần tay cầm cho các bạn xem, để thấy được cái phần tay cầm này nó bẩn đến mức như nào. Bao nhiêu mồ hôi, mồ kê các anh em chụp qua một cái thời gian rất là dài, nên cái lượng bẩn nó tích lại rất là lớn. Cái này thì khi chụp thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến cái việc chất lượng ảnh vì nó ở bên ngoài, nhưng thực sự thì mình cũng nên vệ sinh cho nó sạch sẽ thì nó sẽ tốt hơn, chứ không ai thích một cái máy ảnh rất là bẩn. Để lâu thì có thể những cái bụi bẩn này nó sẽ bay vào trong và nó hình thành những cái hiện tượng là mốc ống kính á, mốc máy ảnh á. Đây sau khi mình lau xong thì đây là cái bông của mình nha. Các bạn có thể nhìn thấy cái bông cực kỳ bẩn. Đó, máy ảnh của các bạn. Cái này là mình đã vệ sinh một lần rồi á, và mình chỉ để trong tủ thôi á, và sau đó lại còn bẩn như này tiếp. Anh em thấy chưa? Tiếp nhá, mình tiếp tục vệ sinh nha. Mình sẽ tiếp tục đánh lại một lần nữa ở phần bàn cầm, vì phần này nó còn bẩn nhất trên cái máy các bạn. Anh em đi chụp tay toàn cầm ở đây mà. Đó, mình tiếp tục dùng cái bàn chải lông ngắn và lại đánh tiếp cái tay. Và cứ như thế là chúng ta sẽ lại lấy bông trắng tinh khôi, sau đó là lau đi các bạn ạ, lau đi cho nó thật sạch. Đó, lại có một cái bông cực kỳ bẩn ở đây luôn. Đây, khi các bạn vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ đỡ bẩn hơn. Những cái máy này thì không được vệ sinh thường xuyên lắm nên nó khá là bẩn. Đó, thì với các cái phần khác thì các bạn cũng sẽ tương tự làm như vậy. Nhưng các bạn chú ý nhé, là khi mình sẽ đánh ở những cái phần mà nó có khe hở như này, đặc biệt là với những cái máy không có wear seal thì các bạn cẩn thận hơn một chút. Đó, thì các bạn phần này thì các bạn sẽ đánh những cái phần dùng bàn chải để đánh những phần có da như này, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều và nó sẽ ra hết phần bẩn. Đó, bạn lau sạch nó đi, cực kỳ bẩn này anh em xem, đen xì luôn. Còn lại đối với đây còn lại một miếng da nữa, mình sẽ đánh nốt miếng da bên này. Này mà những cái bạn mà dùng những cái máy cổ như kiểu 5D hay các thứ ấy, thì chắc là bẩn lắm luôn nếu mà các bạn không vệ sinh thường xuyên, cực kỳ bẩn luôn á. Các bạn có thể nhìn thấy cái bàn chải của mình dẫn đen xì luôn này, nó là bẩn đó.
và rồi mình lau lốt đi. Thực sự cái máy này mình đã vệ sinh một lần rồi mà vẫn còn bẩn thật đấy. Các bạn thử nhá, anh em thử về chụp ảnh lại những cái bông mà anh em vệ sinh cái máy của chính mình, sau đó là comment giúp mình cái ảnh cái bông đấy. Cái thứ hai là sẽ comment cái bộ máy mình đang dùng như nào và bao lâu mình chưa vệ sinh nhá. Đó thì mình đã được một cục bông siêu bẩn khổng lồ ở đây. Đây các bạn. Ok, còn lại với những cái phần khác thì bạn lên có thể vẫn dùng cái nước đa năng này, hoặc là các bạn sẽ dùng cồn thì để lau các phần bên ngoài. Ví dụ như đây, mình bắt đầu dùng cồn để bắt đầu lau đi các phần bên ngoài. Đó. Thì bên ngoài máy thì thường nó sẽ khá bẩn, nhưng nó không nhiều bụi như cái phần các phần tay cầm. Đó, khi anh em lau như này. Đây mình lau rất là kỹ. Và thứ hai bây giờ anh em sẽ dùng đến cái bàn chải lông dài này. Cái bàn chải lông dài là để chúng ta đánh vào những cái ngóc ngách này, những cái ví dụ như là cái phần lúng điều chỉnh này chúng ta sẽ khó lau, thì chúng ta sẽ dùng bàn chải lông dài khô nhé. Các bạn quẹt đi, các bạn đánh đi cho nó hết cái bụi đi. Cái này mình không dùng nước nhé, nó sẽ ngấm vào bên trong, nó sẽ hại cho cái máy của các bạn. Nên tốt nhất là các bạn sẽ dùng một cái bàn chải khô lông dài, các bạn đánh đi, chân flat này, các bạn đánh đi. Đó, những cái phần khúc khuỷu chúng ta khó để vệ sinh vào, thì như thế là chúng ta đã có một cách vệ sinh máy ảnh khá là cơ bản, và nó sẽ giúp cho máy của bạn sẽ sạch sẽ rất là nhiều. Các bạn có thể bật flash lên và đánh cả phần bên trong nhá. Về ống kính thì cũng vậy, về ống kính thì hầu hết là các bạn sẽ thấy là cái phần vòng này, vòng cao su ấy, đây ví dụ mình trên con kit này nó sẽ nhìn thôi, vòng cao su này là cái phần mà bẩn nhất, thì các bạn có thể dùng các bàn chải lông ngắn cho thêm này nhé. Các bạn đánh thử này. Đó, các bạn đánh thử như này, nó sẽ ra những cái rất là bẩn, cực kỳ bẩn luôn. Đây, mình sẽ tiếp tục dùng cái bông nhé. Bông vẫn còn trắng nhé, mình lau thử trên con kit của mình. Anh em mà không vệ sinh thường xuyên thì chắc là nó sẽ cực kỳ bẩn. Đây, ví dụ con kit này nhìn bề ngoài thì khá là sạch đẹp, nhưng đây, các bạn có thể thấy là da rất là bẩn luôn. Thì anh em cứ vệ sinh như thế, thì vệ sinh thường xuyên thì sẽ giúp cho cái máy móc của mình nó sẽ sạch sẽ hơn, tuổi thọ của máy nó sẽ cao hơn, và đặc biệt là đỡ cái hiện tượng mốc miếc các thứ lên, thì bởi vì cái bụi ở trong ở ngoài nó sẽ không bay vào trong đó. Còn các vùng còn lại bạn cũng thế, bạn sẽ nhúng bông vào cồn hoặc nước đa năng và các bạn lau đi, bên ngoài rất là dễ thôi. Ok, đấy, về với cái bài hướng dẫn cơ bản của mình về phía vệ sinh bên ngoài thì các bạn cứ về test như thế nhé. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ tới một cái phần gọi là khó hơn, đó là vệ sinh thấu kính và vệ sinh gương mờ hay là cảm biến. Thì cái phần này nó sẽ khó hơn một chút và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Mình sẽ bỏ cái nước đa năng này. Liên quan đến thấu kính thì các bạn nhớ một điều là thấu kính của mình nó là một cái thấu kính chất lượng rất là cao, và các bạn phải cực kỳ cẩn thận trước khi lau, bởi vì khi lau bạn chỉ cần không cẩn thận, bất cẩn á, các bạn làm xước một cái thôi thì giá trị của cái ống kính và cái máy ảnh của bạn nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều, và như thế thì nó ảnh hưởng cả đến cái việc bức ảnh của bạn chụp nữa. Chính vì thế các bạn trước khi vệ sinh các bạn phải cực kỳ cẩn thận. Vệ sinh thấu kính thì ở đây mình sẽ dùng cồn nhé, mình sẽ dùng cồn 90 độ, mình sẽ dùng cồn 90 độ để vệ sinh. Ok, việc đầu tiên để vệ sinh ống kính đó là mình sẽ dùng bóng thổi. Đến bây giờ thì việc bóng thổi nó phát huy tác dụng cực kỳ tốt. Các bạn nhớ nhé, các bạn không ngửa lên như này và xịt. Ngửa lên như thế này và xịt thì cái tỷ lệ là bụi nó sẽ bay ngược vào trong ống kính của bạn rất là cao. Đây, ngửa như này xịt không lên nhé, và các bạn lên dốc nó xuống, sau xịt ngược lên cho có thể bụi, có bụi của biếc nó sẽ rơi xuống dưới. Đây, như các bạn thấy, xịt này. Đặc biệt thấu trước thì nó kín rồi, nhưng thấu sau, ví dụ bạn thấy thấu sau nó có cái lỗ này, bạn vặn cho nó lồi ra này, vặn cho nó lồi ra này để cho hạn chế bụi bay ở trong. Sau dốc ngược này, dốc ngược nha, sau đó xịt cho bụi nó rơi ra. Đó, sau khi xịt được những cái bụi to này, những cái lông biếc các thứ nó sẽ rơi hết ra rồi và chỉ còn những bụi bé thôi, thì bạn tiếp theo các bạn sẽ dùng một cái chổi như thế này, và sau đó thì các bạn lau nhẹ cho nó còn lại, những bụi còn lại nó rơi lốt ra nhé. Không thì khi các bạn mà còn quá nhiều cái hạt bụi to ấy, thì mà các bạn không vệ sinh qua như thế này thì nó sẽ rất dễ dẫn đến một cái trường hợp đó là các bạn lau thì cái hạt bụi nó sẽ làm xước kính của các bạn. Đó, sau khi mình vệ sinh qua một chổi mình lại xịt lại một lần nữa.
Rồi sau khi xịt thì xong. Thì có một đặc điểm của kính, của các cái thấu kính này, có đặc điểm là cái dầu trên tay của mình này, các bạn có thấy hay là mà các bạn chạm vào nó sẽ có còn nguyên những cái vân tay trên thấu kính không? Còn nguyên cái vân tay. Thì để lau được cái đấy nó khá là khó, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lau nhé. Đầu tiên là các bạn sử dụng bông. Bạn lấy bông như này. Sau đó bạn cầm hai đầu. Cầm hai đầu của bông này. Các bạn kéo hai đầu như này. Sau đó bạn gập vào. Và đặc biệt là không chạm vào cái phần đầu của cái bông này nhé, không chạm vào phần đầu này. Bởi vì khi mình chạm vào thì tay mình có dầu thì sau mình bôi lên kính của mình nó sẽ rất là khó lau. Rồi mình chuẩn bị hai cục bông nhé. Một cục bông này. Rồi cục thứ hai. Cục bông thứ hai. Các bạn quấn thì càng chặt càng tốt nhé. Đương nhiên là các bạn quấn được nhíp thì càng tốt, nhưng mà đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là bởi vì quấn nhíp mà các bạn không quen á thì nó sẽ rất dễ bị cái là nó sẽ chọc ra và nó xước kính của các bạn, thì các bạn làm bằng tay như mình là an toàn nhất này. Đó, sau khi bạn chuẩn được bị hai cục bông thì một cục mình sẽ cho cồn vào và một cục mình để khô. Một cục mình sẽ cho cồn vào nhá. Rồi, các bạn nếu mà nhiều quá các bạn vẩy qua này. Rồi, ok, ở đây là mình đã có một cục có cồn. Sau đó các bạn giơ cái thấu kính của mình cần lau lên và sau đó các bạn lau. Sau khi lau các bạn nhìn này, trên bề mặt của thấu kính đã khá là nhiều cồn rồi và nó sẽ đọng lại như này. Nếu mà các bạn để như này thì sau khi khô nó sẽ thành từng cái vết. Thì bây giờ bắt đầu mình đến lúc mình dùng cái cục bông khô này và bắt đầu mình lau lại. Mình cứ lau thôi, mình lau để cho cồn nó vừa bốc hơi và mình vừa làm sạch cái thấu kính trước. Bạn nhớ nhé, đầu tiên mình dùng một cục bông khác để mình thấm cồn vào thấu kính, sau đó thì mình dùng tiếp một cục bông thứ hai là cục bông khô, và đây mình cứ lau như thế thôi. Các bạn có thể lau dọc này hoặc lau vòng tròn. Người thường thì mọi người không khuyên là không nên lau vòng tròn, nhưng thì nó dễ bị có những hạt bụi nó sẽ xước kính và xước rất dài ạ. Nhưng mà khi mình đã có những bước vệ sinh trước rồi thì cái việc mà mình lau vòng tròn thì không sao nhé, nên lau vòng tròn thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ sạch hơn. Đó, như ở đây thì thấu kính của mình đã hết toàn bộ vết, các bạn thấy không, quá tinh, cực kỳ bóng, cực kỳ đẹp. Sau đó bước cuối cùng là chúng ta thổi bụi lại để nó hết những cái sợi bông hoặc là những cái bụi còn sót lại. Đó, như thế là chúng ta đã vệ sinh xong một thấu kính. Và với thấu sau cũng như thế, nhưng là thấu sau nó sẽ khó hơn, này nó bị thụt vào. Các bạn đẩy cho nó lên nhá, bề mặt nhá. Đầu tiên là cái thổi này, lau qua này. Và đặc biệt là sau khi mỗi lần lau một mặt kính thì các bạn có hai cục bông này các bạn bỏ đi luôn nhá, vì lau lại thì nó sẽ bị xước hoặc là bị bẩn vào. Rồi mình đã chuẩn bị hai cục bông và lặp lại những cái bước như vừa rồi. Đầu tiên chuẩn bị hai cục bông, xoắn hai đầu, lép vào giữa, xong một cục này, cục thứ hai này. Đó, mình xong hai cục bông và mình sẽ tiếp tục cho cồn vào một cục. Rồi, phải qua đi. Rồi bắt đầu mình sẽ lau cái thấu sau. Đây, các bạn nhìn thấu sau rất là nhỏ. Mình nhẹ nhàng lau thấu sau. Rồi, các bạn nhìn này, trên bề mặt nó đã có cồn rồi này. Phủ gần kín cồn, sau đó mình lại dùng một cục bông khô khác nhá. Mình lau đi. Mình cứ lau thôi. Lau cho thật sạch. Lau thật sạch các bạn nhé. Đó, sau khi sạch xong hết rồi và cồn bay hơi hết và mình có một thấu kính sạch, bắt đầu mình dốc xuống và bắt đầu mình thổi bụi. Đây các bạn thấy, đây chi tiết cho các bạn xem nhé. Đó, thấu sau rất là sạch, thấu trước cũng cực kỳ sáng sạch. Như vậy là chúng ta sau khi vệ sinh bên ngoài và vệ sinh bên trong, chúng ta để lắp lại. Nếu bạn nào có filter thì vệ sinh nốt cái filter đi và thổi bụi vào rồi nắp vào nhé. Thổi bụi lại một lần nữa, nắp vào. Vậy là chúng ta đã có một bộ máy vô cùng sạch sẽ sau khi ra cái phần vệ sinh của chúng ta. Đấy, đấy mình khuyên này. Còn thời gian để các bạn vệ sinh bao nhiêu lâu thì nó sẽ tùy thuộc vào việc các bạn có dùng nhiều hay dùng ít. Và tùy thuộc vào việc bạn có đi ra một cái khu vực, ví dụ như bạn chụp trong nhà hay chụp trong thành phố thì nó không bụi bặm là cho lắm. Nhưng nếu các bạn ví dụ như là đi kiểu lên đồi chụp này, hay ra những bãi đất mà có bụi gió cát hay đi gió biển á, thì các bạn thường vệ sinh thường xuyên hơn. Thì theo ý kiến của mình thì thường là các bạn cứ đi chụp về thì các bạn bỏ ra một chút thời gian, nó chỉ khoảng 5-10 phút thôi, thì các bạn vệ sinh lại cái máy của mình với những dụng cụ rất là đơn giản như này thôi, thì nó sẽ giúp cho cái máy của mình nó sẽ sạch sẽ hơn. Sau khi vệ sinh xong thì các bạn để vào trong tủ chống ẩm bảo quản, thì như thế thì nó sẽ giúp cho máy của mình nó bền hơn, và khi sử dụng thì máy của mình nó sẽ sạch đẹp hơn. Ok, hy vọng cái bài chia sẻ nhỏ của mình liên quan đến cái việc vệ sinh máy ảnh này nó sẽ giúp các bạn có được một bộ máy ảnh đẹp hơn, khỏe hơn và sẽ bền hơn, đặc biệt là tránh bị lấm mốc
thì sẽ giúp các bạn có một bộ máy ảnh nó giữ được giá trị tốt và mang lại bức ảnh thật đẹp. Ok, mình là Kiên đến từ máy cũ Hà Nội và hy vọng gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thấy video này hữu ích thì có thể chia sẻ giúp mình nhé. Có thể ấn đăng ký kênh và bật cái chuông lên để nhận những video sớm nhất. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.